năm 1946 bắt đầu bằng cuộc tổng tuyển cử toàn quốc được tổ chức vào ngày 6 tháng 1 cùng với không khí của mùa xuân độc lập. Cành đào Tết cắm trên bàn thờ Tổ quốc, Tết độc lập đầu tiên của đất nước thật đầm ấm và thiêng liêng. Sau hàng ngàn năm dưới chế độ phong kiến và hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân, người dân Việt Nam lần đầu tiên được cầm lá phiếu bầu ra những người có đức, có tài, đại diện cho quyền lợi của mình vào quốc hội. Sau khi tuyên bố độc lập một ngày thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh để tiến hành bầu cử. Tôi nghĩ là trong thế giới tôi cũng đã nghiên cứu thì chưa có một nước nào vừa giành được độc lập, một tuyên ngôn độc lập một ngày đã có sắc lệnh để tiến hành bầu cử. Cuộc tổng tuyển cử thành công với 89% số cử tri đi bầu. Bầu ra Quốc hội khóa 1 với 403 đại biểu, trong đó số đại biểu được bầu là 333 người. Với chủ trương của Việt Minh về hòa hợp dân tộc, tập trung lực lượng kháng chiến chống Pháp, một thỏa thuận đã đạt được giữa Việt Minh với Việt Quốc, Việt Cách cho phép hai đảng này có số đại biểu không qua bầu cử là 70 người. Thành phần đại biểu Quốc hội khóa 1 bao gồm 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu dân tộc thiểu số, 61% là trí thức, 0,6% là công kỹ nghệ gia, 0,5% là buôn bán, 0,6% là thợ thuyền, 22% là nông dân, 43% là không đảng phái. Với cái lòng yêu nước, với một cái không khí dân chủ, là công dân của một cái nước độc lập, thì có thể nói là toàn dân tham gia bầu cử. Và cái cuộc bầu cử đó rất là dân chủ. Điển hình là ứng cử viên như Hà Nội bầu có 6 đại biểu thôi mà ứng cử viên tới 74 vị. Thế như vậy nó rất là đặc biệt mà vẫn chọn đúng 7 vị xứng đáng nhất